Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh Xứ Người. Hôm nay mình mời các bạn đi về miền Nam California chơi với mình và ngắm những cung đường rất là đẹp và nhiều cảnh vật xung quanh. Vừa ngắm cảnh, vừa nghe nhạc các bạn nha. Thank you.
Và đây trước mặt các bạn là những cái thảm màu đen, đó là thảm năng lượng mặt trời đó các bạn. Người ta dựng những cái tấm solar để mà lấy năng lượng mặt trời. Vì hướng đi từ miền Bắc Cali xuống miền Nam Cali là đi về hướng Los Angeles đó các bạn. Thì sẽ dọc dọc hai bên đường sẽ có những cái cánh đồng rất là rộng lớn. Thì có chỗ thì người ta trồng hoa màu, có chỗ thì người ta trồng lúa, trồng cây cây ăn trái, và cũng có những chỗ người ta chỉ dựng những cái tấm solar để mà lấy năng lượng mặt trời như vậy nè các bạn. Rất là rộng lớn. Mình nhìn như vậy thôi là từ trên cao mình nhìn xuống đó. Chứ còn nếu như mà các bạn đi lại gần đó thì các bạn sẽ thấy nó đen mà nó xa thăm thẳm luôn. Nó xa hun hút rồi các bạn. Cái này là mình quay từ xa, từ tuốt ở trên cao mà quay từ xa đó các bạn. Mình không có zoom nó được nhiều hơn, chỉ có bao nhiêu đó thôi á. Chứ còn nếu như mà ấy thì nó rất là xa đó các bạn, nhìn thấy á, nó xa hun hút à. Nhưng mà điện vẫn phải mua đó các bạn. Đây là nguồn điện. Mình không biết nguồn điện này là của nhà nước hay là của tư nhân. Nhưng mà ở đây xài vẫn phải trả tiền điện bình thường. Có những ngôi nhà bên đây, những ngôi nhà mà mới xây á, thì họ muốn mình phải gắn mấy cái năng lượng mặt trời. Còn những ngôi nhà cũ thì không có yêu cầu. Nhưng mà những ngôi nhà mới là buộc phải gắn năng lượng mặt trời đó các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục coi và tiếp tục thưởng thức nhạc nha các bạn. Thank you.
mặt các bạn là các cái cây quạt xây cũng để lấy điện đó các bạn. Dạ, nguyên một cái đồi luôn thì có những cây quạt như vậy rất là nhiều để họ lấy năng lượng, lấy điện đó đó các bạn, rất là nhiều luôn. À, dọc dọc mà bạn các bạn thấy em trên con đường đi rất là đẹp và có rất là nhiều cảnh quan, những cái rất là hữu ích cho con người. Rồi giờ mình tiếp tục thưởng thức các bạn ha. Find myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Just dream about it, come back.
các bạn thấy có thích không? Các bạn có relax, có enjoy không? Các bạn thấy video này như thế nào? Nếu các bạn thấy hay, thấy bổ ích thì hãy cho mình một like, một share, một đăng ký để làm động lực cho mình mỗi ngày mỗi đăng lên cho các bạn những video hay, những hình ảnh, những cảnh vật mà mình đã đi qua để cho các bạn có thể chiêm ngắm sau những giờ làm việc mệt nhọc hoặc sau những lúc căng thẳng đầu óc thì các bạn có thể enjoy, có thể thư giãn, nghỉ ngơi qua những cái đoạn video clip của mình. Và xin chào các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.